Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Số Báo Nguyễn của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn chơi rất là mới và lạ, thì là rất phù hợp với tất cả các bạn, từ các em nhỏ hay là các bạn gái, các bạn phụ nữ, hay là cũng có thể để làm món nhậu cũng được. Thì món này rất là mới lạ, thì đây nó gọi là món thịt xiên chiên xù. Thịt xiên chiên xù thì nói chung là một cái tên rất là mới. Ở đây thì mình cũng có nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Thì để làm món thịt xiên chiên xù, các bạn chuẩn bị cho mình là thịt heo thăn. Heo thăn các bạn chuẩn bị từ 300 cho đến 500 gram. Thì heo thăn thì các bạn nhớ là mua cái thuốc heo thăn nó to bản đẹp như này này, các bạn có thể bỏ mỡ đi cũng được. Đó, thì nếu mà không mua được heo thăn thì các bạn mua cái thịt heo vai cho mình, nhưng mà heo vai thì nó sẽ làm khó hơn vì heo vai nó có nhiều cái cơ, nó sẽ co. Thì heo thăn thì các bạn mua về các bạn rửa sạch xong các bạn cất vào ngăn tủ đá cho mình khoảng 3 đến 4 tiếng nhé. Đây này, nó hơi săn chắc này đó, thì lúc này mình sẽ chế biến, mình làm nó sẽ dễ hơn đó. Các bạn cứ làm theo mình hướng dẫn thì đảm bảo là các bạn làm nó rất là dễ mà nó rất là ngon đó. Thì tiếp theo các bạn chuẩn bị một cái que xiên, các bạn có thể mua đây, gói này mình mua có 2.000 thôi, que xiên. Đấy, các bạn mua nó dài khoảng tầm 15 đến 17 cm. Đấy. Và nguyên liệu tiếp theo đó là bột chiên xù. Bột chiên xù thì rất nhiều loại, thì các bạn nên chọn cái loại mà nó màu vàng vàng như này thì nó rất là ngon nhá. Nó gọi là panko này, cái này tiếng Nhật gọi là panko. Đó. Ở đây của mình là bột chiên xù mình 100 g. Và các bạn chuẩn bị hai quả trứng gà, một củ hành tây và một chút muối hoặc là gia vị, 100 g bột mì, 30 ml sữa tươi nhé, sữa tươi không đường các bạn nhé, 30 ml sữa tươi không đường và một chút tiêu. Đó, nguyên liệu chính chỉ đơn giản này thôi. Thì cái hành tây các bạn chuẩn bị cho mình một củ, thì tại sao mình lấy hành tây nhỏ, vì các bạn lấy hành tây nhỏ ấy, khi các bạn cắt ấy, thì các bạn không bị bỏ nhiều. Còn các bạn thích thì các bạn có thể mua những củ hành tây to nhé. Đấy, thì đây bây giờ mình sẽ đi vào chế biến. Thì trước tiên mình sẽ sơ chế thịt. Thịt thì các bạn bỏ mỡ đi, mình sẽ bỏ mỡ đi nhé. Rồi, sau khi thịt mình bỏ hết phần mỡ phần gân rồi, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cắt thịt ra để mình dần một chút. Thì các bạn cắt thịt dày khoảng 1 cm, 1 cm nhé. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái chày, các bạn đập, các bạn dần cái thịt, các bạn dần cái thịt cho nó hơi mỏng ra một chút. Còn nếu mà các bạn không có chày dần thì các bạn cắt mỏng 0,5 cm cho mình đó. Nhưng mà các bạn cắt 1 cm này, nên các bạn dần này thì cái thịt các bạn ăn nó sẽ mềm hơn. Bây giờ mình sẽ dần nhé. Đó, miếng thịt mình đã dần 0,5 cm các bạn nhé. Nhìn miếng thịt rất là đẹp. Các bạn nhớ là mình cho vào tủ ngăn đá, mình bỏ ra mình cắt mình dần thì miếng thịt nó sẽ dễ dần. Đấy, nó không bị rách, rất là đẹp các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì sau khi các bạn mà dần thịt ấy, thì các bạn cắt miếng thịt này, các bạn căn chia làm sao cho miếng thịt nó không bị bỏ, nó không phí. Mình có thể chia tùy theo các bạn. Ở đây mình sẽ chia tầm này. Thịt sau khi dần xong mà để trước khi mình xiên vào, thì bây giờ ấy, mình hướng dẫn các bạn tẩm ướp thì rất đơn giản thôi. Các bạn rửa sạch tay đi,
và lau khô tay đi. Rồi các bạn chỉ cần nhón hai ngón tay này thôi, các bạn rắc rắc tí muối lên trên này, các bạn rắc ít thôi vì một lát nữa khi mình xiên thì mình sẽ còn dùng chấm nữa nhá. Đó, các bạn chỉ rắc một chút thôi để cho nó có cái vị. Còn tiếp theo thì các bạn cũng cho một chút tiêu. Đó, mình chỉ cần tẩm ướp và gia vị và tiêu thế này thôi. Thì các bạn chỉ cần tẩm một mặt cũng được, không cần phải hai mặt. Đấy, các bạn thích thì các bạn có thể đặt miếng này lên miếng này thì nó sẽ thấm vào nhau. Đó. Các bạn để khoảng 3 đến 5 phút, sau đó mình sẽ xiên. Cuốn cái miếng thịt này vào. Đó, miếng thịt mình tròn này thì một lát nữa mình sẽ xiên vào, quay xiên. Rồi đây là chỗ thịt sau khi mình đã dần và mình cuộn 500g sẽ được như này các bạn nhé, khoảng từ 18 đến 19 miếng. Đó thì bây giờ tiếp theo là hành tây. Hành tây thì mình hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn cắt cái củ hành tây này sao chiều dài nó bằng cái miếng thịt này. Đó, nếu mà hành tây to các bạn cũng cắt như thế nhé. Đó, các bạn cắt tỉa sao chiều dài nó bằng miếng thịt. Đó, bằng hoặc bé hơn một chút. Sau đó các bạn tách củ hành tây ra. Các bạn tách phần lõi nhá, mình sẽ lấy các cái phần phía ngoài một chút cho nó đẹp. Thì các bạn sẽ cắt cái bề dày của nó khoảng tầm 1 cm. Đây. Đó, bề ngang này bằng này. Để mình xiên, mình sẽ kẹp vào giữa cho nó ngon và nó ngọt thịt. Thì các bạn thích thì các bạn xiên, các bạn có thể xiên thêm ớt xanh, ớt đỏ, Đà Lạt cũng được cho nó lên màu lên đẹp. Nhưng mà đây mình thì hướng dẫn các bạn là xiên hành tây thôi. Đó, thì các bạn sẽ cắt như thế này cho mình. Còn nếu các bạn mà sử dụng hành tây củ to thì các bạn sẽ cũng làm như thế này. Đó, sau đó các bạn sẽ cắt một chiếc đầu này đi. Sau đó mình sẽ đo cũng bằng như này. Sau đó các bạn cũng tách nha. Mình sẽ tách ra khoảng làm 3. Mỗi lần xiên mình sẽ xiên làm 3. Mình cũng cắt như vậy. Mình dẫn các bạn xiên nhé. Ở đây đầu tiên thì các bạn cầm cái thịt cuộn này, các bạn xiên vào cái mép để tránh nó bị bung. Các bạn xiên cân nhé, nhớ xiên cân cho mình. Thì đây các bạn có thể xiên làm 3 viên thịt hoặc 2 viên thịt. Sau khi xiên thịt các bạn xiên một lớp hành tây. Rồi tiếp một lớp thịt. Rồi tiếp một lớp hành tây. Rồi tiếp một lớp thịt xiên nữa. Đó, như vậy là một xiên thịt các bạn nhé. Thì để muốn nó đẹp hơn thì các bạn đặt xuống thớt. Các bạn lấy con dao các bạn ấn nhẹ cho viên thịt nó phẳng, nó đẹp. Sau đó mình sẽ cắt cái mép. Các bạn không cắt cũng được nhé, nhưng mà đây mình hướng dẫn các bạn cắt là chỉnh làm sao để cho cái viên thịt của các bạn nó đẹp. Các bạn đừng xiên siết chặt quá, các bạn xiên vừa tới thôi. Đó, thì nó sẽ đẹp. Rồi, mình sẽ xiên hết chỗ này. Sau khi xiên thịt xong thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tẩm ướp thịt xiên này nhé. Thì các bạn sẽ lấy một cái bát và mình lấy trứng mình đập để mình lấy cái lòng đỏ. Thì đây. Các bạn lấy cái lòng đỏ, các bạn cho xong 30ml nước này cho mình. Sau đó mình sẽ đánh lên. Đây là lòng đỏ nhé, các bạn cho 30ml sữa tươi và hai cái lòng đỏ nhé. Một cái lòng đỏ tương đương với 15ml sữa tươi. Rồi,
Các bạn chuẩn bị một cái đĩa to như này, làm sao cho nó vừa cái xiên thịt này, để mình đổ cái trứng vào đây mình tẩm nó dễ. Đó. Và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái đĩa, mình cũng cho bột mì ra đây. Ở đây bột chiên xù mình sẽ cho vào đây, các bạn nhé, cho đây tẩm nó không bị bắn bị rơi vãi. Các bạn cho vào cái hộp cái đĩa to cho nó tiện đó. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhé. Đầu tiên thì các bạn tẩm thịt tẩm bột. Các bạn nhớ nhé, một tay này mình tẩm thịt bột và trứng, một tay này mình sẽ tẩm bột khô thì nó sẽ không bị ướt bột. Cho các bạn rũ đi. Đó, mình tẩm như này, xong mình rũ đi. Tiếp theo là cái phần trứng. Mình sẽ tẩm trứng vào đây. Đó. Khi nào mà cái trứng này nó thấm hết vào cái thịt này. Đó, thì là ok. Thì bây giờ các bạn tẩm bột này. Mình sẽ giải này ra. Mình đặt ở đây. Mình sẽ tay khô này. Tẩm lên. Mình hơi ấn nhẹ. Đó, mình lật mặt. Đó, như vậy là các bạn tẩm sẽ là xong. Xiên thịt nhìn rất là đẹp nhá. Đó, các bạn cứ tẩm thế cho mình. Đấy, đây là chỗ thịt mình vừa xiên xong. 500g thịt thăn thì các bạn xiên được khoảng 6 xiên. Mỗi xiên khoảng 3 viên các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi chiên. Các bạn đặt một cái chảo nhỏ lên. Cái chảo này thì khoảng tầm 22cm thôi. Thì nó vừa cái thịt xiên của các bạn. Các bạn đừng để to quá. Thì mình sẽ đợi chảo nóng xong rồi mình sẽ cho dầu vào nhé. Trong lúc chờ đợi dầu nóng thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa và mình nóc một chút giấy thấm ở dưới để tí mình cho thịt xiên. Mình chiên ra thì nó không thấm dầu. Thì bây giờ các bạn đặt cái đũa xuống dưới mà thấy cái dầu cái sủi năm tăn này là được các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể cho một chút cái bột chiên xù vào thấy nó sủi lên này là được. Đó, thì các bạn đừng để nó nóng già quá thì nó sẽ bị vàng. Bây giờ mình sẽ thả thịt xiên vào. Các bạn thả từ từ nhẹ nhàng thôi, không bỏng. Chiên lửa. Các bạn nhớ là dầu nóng nên các bạn vặn lửa vừa tới thôi nhé. Các bạn đừng để to quá thì nó nhanh cháy nhanh vàng. Cái bột chiên xù thì cái thịt ở trong nó sẽ không được chín. Mình chiên ở cái giai đoạn này thì nó rất là quan trọng khi các bạn căn lửa. Làm sao mà cái dầu nhiệt độ của các bạn nó rơi vào khoảng tầm 150-160 độ. Sau đó các bạn hạ nhỏ lửa đi rồi các bạn cho cái thịt xiên này vào. Các bạn chiên làm sao nó sủi lăn tăn này vừa. Các bạn nhớ là khi mình mới thả vào các bạn đừng có di chuyển nhiều nhé. Các bạn di chuyển nhiều thì cái bột ở trong cái thịt này nó sẽ bị bung ra, nhìn nó xấu. Thì cái món thịt xiên này của mình thì nó là món mới lạ. Các bạn mà xem video các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một nút like, một nút chia sẻ để ủng hộ mình. Để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, sau khi chiên thịt khoảng tầm 5 phút nó sẽ vàng như này các bạn nhé. Thì các bạn vớt ra cho mình. Thì ở đây các bạn nhớ là vớt các cái váng này, các cái váng đen đen này đi, không nó bám vào thịt các bạn nhé, nó sẽ đi bẩn. Thì ở đây mình chiên bằng chảo nhỏ thì nó sẽ có một chút cái bám. Còn nếu các bạn chiên chảo to mà nhiều dầu thì nó sẽ không bám. Đó, các bạn chiên vàng đẹp như này là được nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nước chấm. Nước chấm thì các bạn chuẩn bị một cái bát nhỏ và các bạn cho mình 2 thìa sốt mayonnaise. Các bạn cho 1 thìa sốt tương ớt nhé.
Thì ở đây các bạn muốn ăn cay thì cho thêm, còn không muốn ăn cay thì các bạn có thể giảm bớt đi. Nếu mà có con nhỏ hoặc là có các em nhỏ gia đình thì các bạn có thể giảm bớt. Còn công thức mình cho đây là theo cái khẩu vị nói chung là ăn được. Đó, lên màu rất là đẹp các bạn nhé. Như vậy mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách làm món thịt chiên tẩm bột chiên xù, một món ăn mới lạ rất là hấp dẫn, phù hợp với gia đình, các bạn nhỏ cũng như các bạn trẻ. Những cái buổi liên hoan nhỏ các bạn làm món này ăn rất là hấp dẫn. Nó cũng không ngán mà nó cũng rất là mới lạ, tạo cho bữa ăn nó ngon. Và cái nguyên liệu mà mình hướng dẫn các bạn để được 5 cái xiên này, tương đương một xiên này là 100 g thịt. 100 g là mình chưa bỏ mỡ, nếu mà bỏ mỡ thì nó rơi khoảng 70 g đến 80 g. Thì ở đây nó 500 g thịt, nó sẽ rơi vào khoảng 100 g bột mì, 100 g bột chiên xù là nguyên liệu chính. Đó. Thì xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.